Năm xưa, được thầy Phương Đông Mỹ chỉ dạy, tôi mới biết Phật Pháp thù thắng không gì bằng. Phật Pháp quả thật có thể giải quyết vấn đề của chính mình. Bản thân tôi có rất nhiều vấn đề. Trong đời quá khứ không tu phước báo, số mạng là có thật. Các vị đọc Liễu Phàm Tứ Huấn, thấy tiên sinh Liễu Phàm được Khổng tiên sinh đoán mạng, suốt 20 năm không sai mảy may, thu nhập hàng năm thứ tự đổ đạt, địa vị đẳng cấp mỗi năm đã định trước trong số mạng. Trong cuộc sống hàng ngày, tiên sinh Viên Liễu Phàm chuyện gì cũng không nghĩ tới, cùng thiền sư Dân Cốc ngồi trong thiền đường suốt 3 ngày 3 đêm không khởi một niệm. Loại người này rất hiếm có. Thiền sư Dân Cốc rất kinh ngạc, 3 ngày 3 đêm không khởi một niệm, công phu này khá lắm. Liền hỏi ông tu như thế nào? Ông liền đáp, cũng là rất thật thà, con không có công phu gì, số mạng đã được người khác đoán rồi, khởi niệm vô ích, chẳng thà là coi như xong không khởi niệm nữa. Thiền sư Dân Cốc cười bảo là, ta ngỡ ông là thánh nhân, hóa ra ông vẫn là phàm phu. Ông liền hỏi, sao sư lại nói vậy? Ngài liền giải thích, đây là một người thật sự hiểu mạng vận, chẳng khởi vọng tưởng. Các vị tin vào số mạng, hãy xem thiền sư Dân Cốc dạy Viên Liễu Phàm phương pháp sửa đổi số mạng. Số mạng của các vị do đâu mà có? Do nghiệp nhân trong đời quá khứ tạo thành. Lúc tôi mới học Phật, Chương Gia Đại Sư dạy tôi, Ngài đã lớn tuổi, lớn hơn tôi 39 tuổi. Khi ấy tôi 26 tuổi, Ngài đã 65 tuổi rồi. Ngài đã gặp nhiều người. Con người tôi ngoại trừ có chút thông minh nhỏ nhặt ra, trong số mạng không có của cải, không có địa vị, là kẻ bần hàn, có số ăn mày. Còn có một chút thiện căn, đây là điểm khó có. Biết tôn sư trọng đạo, hiếu thuận cha mẹ, thọ mạng chỉ được 45 năm. Tôi tin tưởng lời lão sư, vì thế Ngài giúp tôi, dạy tôi tu 3 điều: tài bố thí, pháp bố thí, vô úy bố thí. Dạy tôi những điều này để cải đổi số mạng. Tài bố thí thì tôi không có tiền, mỗi tháng bản thân chỉ có chút tiền lương, đời sống khá chật vật, tiền đâu để bố thí. Ngài hỏi tôi, anh có cắt nào hay không? Một cắt cũng được. Một đồng có được hay không? Một đồng vẫn được. Anh hãy tu bố thí tự một cắt, một đồng. Trước hết phải có ý nguyện bố thí, phải có ý niệm này. Về sau tôi thường đến chùa miếu mượn kinh xem, không có gì khác. Chùa miếu có kinh sách, mua bên ngoài không được. Thấy nhà chùa in kinh sách, liền quyên góp một ít tiền. Chúng ta bỏ ra 50 xu hay 1 đồng đều được. Làm từ chỗ này. Phóng sanh thì lúc tôi mới học Phật, liền phóng sanh, in kinh. Đúng là càng thí càng nhiều, không giả chút nào. Sau này theo Lý lão sư học kinh giáo, rồi đi giảng kinh. Giảng kinh là pháp bố thí. Đại khái tôi giảng kinh 11, 12 năm. Có lần gặp Cam Châu Hoạt Phật, vị này đã giảng sanh rồi, cũng là học trò của đại sư Chương Gia, cũng có địa vị rất cao trong Phật giáo theo truyền thống Tây Tạng. Có một lần Ngài cho tôi biết, pháp sư Tịnh Không à, thầy đến đây, tôi có lời muốn nói với thầy. Tôi nói, thưa Phật gia, chuyện gì vậy? Tôi và Ngài rất thân thuộc. Ngài nói, chúng tôi phê bình sau lưng thầy. Tôi hỏi, phê bình tôi điều gì? Ngài nói, thầy là người rất thông minh, cũng là một người tốt. Rất đáng tiếc mạng thầy rất khổ, đoạn mạng. Tôi đáp, chuyện này có thể nói trước mặt mà, tôi biết rất rõ, tôi đâu bận tâm chuyện này. Ngài lại nói, mấy năm nay thầy giảng kinh công đức rất lớn, số mạng của thầy đã chuyển biến. Tôi hỏi, thật sao? Thật vậy. Thầy thọ mạng rất dài, phước báo rất lớn.
tôi cũng chẳng cầu phước báo, cũng chẳng cầu tuổi thọ, là sự thật. Ngài nói với tôi chuyện này xong, năm sau liền giảng sanh. Tôi không ngờ Ngài giảng sanh nhanh như vậy. Vì thế, gặp được Phật Pháp, vận mạng mới chuyển biến rất lớn. Mỗi một lần bị vùi dập là một lần được tiến triển với mức độ lớn. Đồng học ở cạnh tôi đều đích thân thấy điều này. Chúng ta học Phật chỉ có một sứ mạng, mong cho chánh pháp của Thích Ca Mâu Ni Phật tồn tại dài lâu. Học theo Thích Ca Mâu Ni Phật giúp hết thảy chúng sanh phá mê khai ngộ. Phá mê khai ngộ bằng giáo học. Con người khổ nạn, xã hội gặp tai nạn là gì đâu? Đều do chúng sanh mê hoặc, điên đảo, tạo tác ác nghiệp mà cảm chiêu ra. Làm thế nào để giúp chúng sanh, giúp xã hội quá giải tai nạn đây? Dùng ngay biện pháp quen thuộc của Thích Ca Mâu Ni Phật, giảng kinh dạy học. Bởi lẽ người giảng kinh dạy học càng đông, kẻ được giáo hóa càng nhiều, người giác ngộ càng lắm, nhiều vấn đề trong xã hội sẽ được giải quyết. Cái gọi là thiên tai cũng dần dần bị hóa giải. Chuyện này là thật, chẳng giả chút nào. Tiến sĩ Giang Bổn Thắng làm thí nghiệm trên nước, mới đây đã triệu tập một hội nghị tại Đông Kinh, có mời tôi. Tôi viết một bài diễn giảng, giao cho cư sĩ Chung Mâu Sâm thay tôi tham dự. Báo cáo trong đại hội, khoa học chứng minh ý niệm của chúng ta không thể nghĩ bàn. Bởi lẽ theo giáo pháp Đại Thừa, vũ trụ do đâu mà có, vạn pháp do đâu mà ra, ta do đâu mà đến. Đức Phật nói rất rõ ràng, duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Vì thế chúng ta giải quyết vấn đề của chính mình sẽ giải quyết vấn đề nơi hoàn cảnh. Đối với thiên tai trong môi trường hiện thời, Phật Pháp đã dạy chúng ta một nguyên tắc chỉ đạo tối cao, chính là các vị phải thật sự hiểu: tướng do tâm sanh, cảnh tùy tâm chuyển. Chỉ cần chuyển biến cái tâm, giáo học của Phật Pháp không có gì khác. Vậy bảo chúng ta hãy chuyển ác thành thiện, có tiêu chuẩn của nó. Thập thiện nghiệp đạo là tiêu chuẩn trong nhà Phật. Các vị đừng xem thường 10 điều này. Trong giáo pháp Tiểu Thừa, 10 điều này được triển khai thành 3.000 oai nghi. Trong Đại Thừa Bồ Tát Pháp, triển khai thành 84.000 oai nghi. Chính là 10 điều này mở rộng thành 84.000 điều, không thể nghĩ bàn. Do vậy, tu thập thiện viên mãn thì 84.000 điều các vị đều thực hiện rồi, các vị sẽ thành Phật. Đừng xem thường 113 điều trong cuốn Đệ Tử Quy của Nho Gia. Nếu triển khai thì chúng cũng thành 84.000 điều. Toàn bộ văn hóa truyền thống được thực hiện ngay trong đó. Do đó, tứ thư ngũ kinh, 13 kinh, thậm chí tứ khố toàn thư đều chẳng tách rời. Mỗi một điều đều không tách rời, đều giống với thập thiện nghiệp đạo. Mỗi một bộ kinh, mỗi một câu, mỗi một chữ trong Đại Tạng Kinh đều chẳng tách lìa thập thiện nghiệp đạo. Một tức tất cả, tất cả tức một. Trích lục từ Tịnh Độ Đại Kinh giải diễn nghĩa, tập 1.